Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng về nhà riêng trong đêm. Khoảng 21 giờ tối 25 tháng 9, phóng viên bắt gặp Cường Đô La và Đàm Thu Trang xuất hiện cùng nhau trước cửa nhà riêng của Cường Đô La. Đáng chú ý, trong gara nhà Cường Đô La còn có cả chiếc Audi A4 của Đàm Thu Trang. Chuyện tình cảm giữa Cường Đô La và Đàm Thu Trang rộ lên vào giữa tháng 7/2017. Thông tin hai người hẹn hò nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt lên mạng xã hội. Tuy nhiên, khổ chủ đều một mực giữ thái độ im lặng. Cho tới ngày 24 tháng 9, Cường Đô La và Đàm Thu Trang bất ngờ thay đổi trạng thái trên Facebook. Đã đính hôn khiến dân mạng hết sức bất ngờ. Cường Đô La và Đàm Thu Trang xuất hiện cùng nhau trên chiếc BMW M5, hàng hiếm ngay trước cửa nhà Cường Đô La. Đàm Thu Trang không phải là gương mặt xa lạ trong làng giải trí Việt. Người đẹp có một bề dày thành tích trong các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Cô gái xứ lạng từng đoạt giải Miss Teen được yêu thích nhất 2008, Hoa khôi xứ lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Việt Nam Next Top Model 2010. Đàm Thu Trang là một cô gái đa tài, có thể hát, vũ đạo và cả đóng phim. Đàm Thu Trang từng chia sẻ trên báo giới cô không cần yêu đại gia. Chiếc xe Audi của Đàm Thu Trang xuất hiện trong nhà Cường Đô La. Thúy Diễm, chồng làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho tôi. Nữ diễn viên hạnh phúc khi ông xã Lương Thế Thành luôn tôn trọng vợ và không phàn nàn gì về tính hậu đậu của cô. So với thuở yêu nhau, tình cảm của chị và ông xã diễn viên Lương Thế Thành thay đổi ra sao sau khi trở thành vợ chồng? Từ khi trở thành vợ chồng, chúng tôi thường xuyên giận nhau nhiều hơn trước. Chuyện hai đứa cãi nhau cũng diễn ra nhiều hơn trước rất nhiều. Điều đó xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ và những áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, hai vợ chồng cãi nhau nhiều thì lại thấy hiểu nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ vợ chồng nào cũng như vậy, quan trọng là khi căng quá thì ai là người làm hòa trước. Giữa hai vợ chồng, tôi thường là người ăn hiếp anh Thành nhiều hơn. Khi xảy ra tranh cãi, cũng có lúc tôi là người chủ động làm hòa, nhưng anh Thành mới là người thường xuống nước, xin lỗi trước. Có lúc tôi thấy mình sai, nhưng anh ấy cũng chủ động tự nhận lỗi về mình để làm hòa. Chị giải thích sao về lời đồn Thúy Diễm chỉ đưa cho Lương Thế Thành 300.000 đồng mỗi ngày. Lời đồn đó xuất phát từ việc anh Thành viết trên Facebook của anh ấy rằng chỉ có 300.000 đồng để mua hoa tặng vợ như ngày 8 tháng 3. Thật ra anh ấy chỉ đùa vậy thôi. Vợ chồng tôi thường bàn nhau nếu cần phải chia các khoản lớn, còn việc chi tiêu thường ngày trong gia đình là do tôi quản lý. Anh Thành là người rất tôn trọng vợ, anh ấy làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ và khi nào cần tiền tiêu anh ấy sẽ nói để tôi đưa. Tôi nghĩ hiếm có người đàn ông nào được như vậy. Hai vợ chồng chị phân chia việc nhà ra sao khi cả hai đều rất đắc xô và bận rộn với các dự án phim? Không chỉ mình tôi bận mà anh Thành nhiều khi còn bận hơn vợ. Vì hai đứa lúc nào cũng tất bật lo cho các dự án phim nên rất hiếm khi ở nhà. Tôi rất thích nấu ăn nên lúc nào cả hai vợ chồng được nghỉ, tôi sẽ nấu món này món kia cho anh Thành ăn và chăm sóc nhà cửa bù lại khoảng thời gian hai đứa không được ở gần nhau. Chúng tôi không có nhiều thời gian ở nhà nên nếu có cơ hội, cả hai đều tranh thủ làm tất cả những gì mình muốn. Ví dụ như dắt nhau đi ăn món mà cả hai đứa đều thích. Cuộc sống của chúng tôi khá đơn giản, không quá cầu kỳ như mọi người tưởng tượng về các cặp vợ chồng nghệ sĩ. Anh Thành dành hầu hết thời gian cho phim trường, anh ấy đôi khi phụ vợ chăm sóc cây cối, lo những việc vặt trong nhà. Với một người chồng có công việc bận rộn như vậy, tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều. Chị và ông xã thường làm gì để sưởi ấm tình cảm sau những chuyến công tác dài ngày? Do tính chất công việc thỉnh thoảng phải đi tỉnh đóng phim hoặc đi diễn ở nước ngoài, nên vợ chồng tôi có khi phải xa nhau hàng tháng trời. Khi có thời gian, tôi và ông xã thường lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Cả hai đứa đều thích đi biển, nên bất cứ khi nào rảnh, chúng tôi sẽ tìm những địa danh có biển đẹp và đi vài ngày để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chị nghĩ gì khi diễn viên Ngọc Thuận, bạn diễn của chị trong Vợ Chồng Đậu thời A Công, nhận xét Thúy Diễm càng lấy chồng càng điên? Tôi và Ngọc Thuận đóng chung với nhau từ năm 2008 trong nhiều phim. Hai đứa thân thiết như anh em trong nhà, nên khi vào những cảnh điên trong phim, tôi có thể thoải mái điên hết mức. Ngọc Thuận nói như vậy có lẽ vì sau khi kết hôn, tôi cảm thấy thoải mái cả về tinh thần lẫn mọi thứ, nên có thể tập trung hết mình cho vai diễn. Tôi không còn e dè và giữ kẻ như hồi còn con gái. Vì tôi có làm xấu cách mấy thì cũng không sợ ấy nữa rồi. Vì thế, tôi bây giờ có thể gọi là điên bất chấp. Tại sao nhiều đồng nghiệp của chị nhận xét rằng không ai hợp với vai vợ thằng Đậu trong Vợ Chồng Đậu hơn Thúy Diễm? Khi nghe tôi vào vai Đậu, tất cả các đạo diễn cùng từng hợp tác với tôi đều nói: ôi sao hợp quá vậy, không có diễn viên nào hợp hơn em đâu. Ông xã tôi chưa xem phim tôi đóng, nhưng khi tôi nói nhận phim này,
và sẽ diễn vai vợ đậu. Anh ấy liền nhận xét, ôi sao mà hợp vai vậy. Anh ấy chung một nhận xét với mọi người là chắc không ai hợp vai này hơn tôi. Những người xung quanh thấy tôi hợp vai này vì bản tính tôi ở ngoài đời cũng bợp chợp, hơi hậu đậu, đụng đến cái gì cũng làm đổ bể. Sự vụng về đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị sau khi kết hôn? Tôi có cái tật đi đâu cũng làm đổ vỡ cái này, cái kia và rất hay quên. Sau khi cưới, tôi cũng cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn nhiều lần đi ra đường mà quên chìa khóa nhà, phải ngồi ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ chờ anh Thành về mở cửa. Chuyện tôi đi mua đồ mà quên đem tiền, đi quay phim hay chụp hình mà quên đồ ở nhà, rồi phải chạy đi chạy về hớt hơ hớt hải diễn ra thường xuyên. Khi tôi đi làm, bạn trợ lý là người bị tôi hành nhiều nhất vì cái tính đó. Những lúc ở nhà, người phải chịu đựng tôi nhiều nhất chính là ông xã. Vì khi nấu ăn, tôi cũng rất hay quên. Tôi rất hay làm đồ ăn bị cháy khét hoặc nấu đồ ăn mặn ơi là mặn. Vì đã nếm rồi mà không nhớ, lại rồi cứ nêm lại lần nữa. Tôi thỉnh thoảng lại làm vỡ chén đĩa mỗi khi rửa bát. Tôi chưa bao giờ thấy anh Thành phàn nàn, nhưng cũng có lúc anh ấy nhìn vợ rồi lắc đầu. Thật ra, hồi hai đứa lần đầu đóng phim chung, anh ấy đã nhiều lần chứng kiến tôi hậu đậu hoặc té ngã, nên cũng không lạ gì chuyện đó. Chị và ông xã dự tính bao giờ có con. Vợ chồng tôi dự định có em bé vào năm sau, tuy nhiên con cái là chờ cho, nên tôi cũng không biết chắc chắn là khi nào nữa. Một thành viên trong ekip Hoa hậu Hoàng Vũ bức mạng tố cáo ban tổ chức cũng như Phạm Hương chơi xấu hàng loạt thí sinh. Đoạn tin nhắn tiết lộ bí mật hậu trường tố Phạm Hương hành hạ các thí sinh đang gây xôn xao trong dư luận. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt những gương mặt thân quen đụng độ tại đấu trường nhan sắc lớn này như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Mai Ngô, Chúng Huyền Thanh, cùng với đó là Hoa hậu Phạm Hương sẽ trong vai trò hót hướng dẫn, thị phạm cho các thí sinh cũng gây nhiều sự chú ý và tranh cãi. Cuộc thi được công chúng lẫn giới truyền thông đang quan tâm, để ý hơn bao giờ hết. Những tưởng sau thành công của năm Phạm Hương đăng quang, thì Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2017 sẽ tiếp tục phất lên. Tuy nhiên, sau khi top 10 thí sinh đầu tiên được công bố đã gây ít nhiều tranh cãi, thì mới đây lại có thêm một tin gây choáng váng công chúng được cho là tiết lộ từ hậu trường của cuộc thi. Mới đây, một loạt những tin nhắn của một người tự xưng là thuộc ekip đã tiết lộ những tình tiết rất gay cấn về Phạm Hương và các thí sinh như Mâu Thủy, Mai Ngô, khiến dư luận xôn xao. Theo tiết lộ từ người này, thì cụ Hoa hậu Phạm Hương tỏ ra quá quắt khi liên tiếp chèn ép đàn em. Thông tin cụ thể của tin nhắn được chia sẻ với một fanpage tố Phạm Hương hành hạ thí sinh khi để họ đứng trên giày cao gót chờ quay hình trong nhiều giờ liền. Cụ thể tập quay hình thứ 2, Mai Ngô xin phép rút lui thử thách phụ vì ekip quay hình quá chậm chạp. Trong khi đó, Phạm Hương lại cố tình kéo dài chương trình để Mai Ngô trễ giờ. Khi phát hiện Mai Ngô vắng mặt, Phạm Hương đã nổi giận trong hậu trường và gây sức ép để loại thí sinh. Nếu không, cô sẽ không tiếp tục quay hình. Điều này khiến các thí sinh vô cùng mệt mỏi vì phải đợi quay hình và phải chờ đợi quá lâu. Ngoài ra, người này còn cho biết Phạm Hương cố tình dìm hàng Mai Ngô và Mâu Thủy trước các thí sinh khác, thậm chí còn không ngại chặt chém Võ Hoàng Yến. Tiết lộ hậu trường quay hình, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đang gây xôn xao dư luận. Trước thông tin có phần bất lợi cho Phạm Hương, ngay lập tức phóng viên của báo đã liên hệ với cô. Tuy nhiên, khi nghe phóng viên đặt câu hỏi có biết câu chuyện bị tố cáo và phản ứng thế nào trước thông tin này, thì người đẹp nói đang bận không nói chuyện được và tắt máy. Còn phía Mai Ngô, chúng tôi cũng đã liên lạc, nhưng thuê bao của người đẹp hiện không liên lạc được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc sau khi liên hệ được các bên liên quan. Dòng tin nhắn tố Phạm Hương chèn ép Mai Ngô như sau. Thông tin mật từ ekip và mình là người trong ekip nhìn thấy rõ sự việc. Vậy à, cảm ơn bạn nhé. Ekip của bà Trang Lê cùng với Phạm Hương hành hạ thí sinh đến mức không thở nổi. Khi cố tình tạo drama cho mentor mà bắt thí sinh đứng trên giày cao gót đợi quay hình một thời gian dài, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 hôm nay quay hình tập 2, Mai Ngô xin phép rút lui thử thách phụ vì ekip quay hình quá chậm chạp trong việc ghi hình. Phạm Hương thì cố tình kéo dài chương trình để Mai Ngô trễ giờ. Khi phát hiện Mai bỏ về, Hương đã nổi giận ép ban tổ chức loại Mai ra khỏi cuộc thi, nếu không Hương sẽ không ghi hình. Làm ầm ầm lên trong hậu trường, khiến cả ekip ai cũng bất mãn về thái độ của Hoa hậu Quốc Dân. Các thí sinh mòn mỏi đợi quay và mệt đờ người, và dĩ nhiên không quên tỏ thái độ không đồng tình Phạm Hương. Phạm Hương thì tỏ thái độ mẹ thiên hạ khi cố tình dìm hàng Mâu Thủy và Mai Ngô trước mặt các thí sinh khác.
Bên cạnh đó còn chặt chém với đàn chị là Hoàng Yến khi bảo rằng Yến chỉ có thể dạy cho các bạn những bước catwalk quốc cơ bản, còn Hương thì đào tạo nâng cao về thần thái. Quay hình hai câu thì vào nghỉ mệt hết 30 phút tới 1 tiếng, ngồi ôm điện thoại bấm bấm, mồm thì ăn nho Mỹ. Trong khi thí sinh ngoài la liệt tại hiện trường để chờ, ekip setup thì chậm chạp. Mình sẽ gửi thông tin mật này cho những người làm admin các bay lớn cũng như báo chí trước khi tập 2 phát sóng. Người đầu tiên mình tin tưởng và gửi là bạn. Nếu bay Venus không duyệt tin thì mình sẽ gửi thẳng lên báo chí và các bay khác. Cứ coi như đây là thử thách lòng tin để mọi người sau này hiểu hơn về Phạm Hương và các fan sẽ bảo vệ Mai với Thủy.